kami dengar. Dengar. Hello. Chị nhắn cho Phú giúp em nha. Sáng nay em không có đi làm gì. Có việc chứ. Đi ra. Thứ bảy phải đi làm hả? Có vậy. Chủ nhật làm không? Không. Xong để chủ nhật đi. Chủ nhật em sợ đông quá. Trời ơi, thứ bảy chủ nhật nó không giống nhau à. Mà đi thứ bảy đi, chủ nhật nghỉ cũng được. Nhưng mà em lại phải xin nghỉ. Nghỉ đâu có trừ tiền đâu sao? Ủa vậy hả?
trời. Nhúng vào trong nước nóng này. Nhúng vào trong nước nóng này. Đi xuống bắn cho bạn mày cái nút mụn bia này nha. Trời.
trong người em có bị nổi mụn không? Có. Lâu chưa? Lâu chưa? Bấm dưới vậy chưa? Cái mụn ảnh